giờ Ngân sẽ coi những cảnh tát khiến Ngân bị tát lật mặt. Hôm qua giờ có rất là nhiều các anh chị nhà báo cũng nhắn tin cho Ngân là nói tại sao Ngân tham gia phim nào cũng bị nhận rất là nhiều cú tát, mà hình như là Ngân thích bị ăn tát hay sao á. Nhưng mà thật ra không phải, là mọi người lại xua rủi sao là mình nhận đúng cái vai toàn bị đánh không à. Hôm nay Ngân sẽ xem lại những cái đoạn Ngân bị đánh nha. Rồi, chuẩn bị ăn tát. Cái này là đúng như cơm bữa luôn mọi người. Thúy Ngân bị ăn tát thường xuyên. Trời ơi, Phương quá dữ ghê. Ôi, ôi rồi, hàng đồ ăn bể hết rồi. Cái lúc này là có một cái là lúc mà lấy tay mà đập xuống cái bàn thì cái đầu con đụng vô cái bàn thiệt mọi người. Rồi đau thiệt, hơi u đầu thiệt á. Xong rồi cũng nhờ tâm lý đó mà mặt bắt đầu là cũng bị căng lên, xong rồi tức kiểu giống như muốn khóc luôn. Mày đó làm cái gì vậy? Hả? Bàn linh của bố con sơ sơ đấy nè. Báo, mày coi cái mày làm cái trò gì vậy báo? Em có làm gì sai đâu. Quậy như vậy chưa đủ hả báo? Nói thiệt nha, Ngân coi cái cảnh này á, ai cũng có cái lý của người ta hết đó. Phương cũng có cái lý của Phương, Ngân cũng có lý của Ngân. Anh hai cũng vậy. Mà xem xong tự nhiên hả, đến cái khúc cuối mà bị đánh xong á, thì Ngân thấy là tội nghiệp anh hai quá. Lúc nãy mình lỡ nóng rồi, cứ đã cái miệng, đã cái nư nói cho hết, rồi cãi qua cãi lại, vạch mặt em mình. Xong đến khi bị đánh không, rốt cuộc ai là người chịu? Anh hai thôi chứ ai đâu. Cảnh này hả, quay đi quay lại chắc cũng khoảng mười mấy lần á, toàn trung cận. Mà khổ nhất là ai biết không mọi người, không phải Ngân với lại Phương với mọi người, anh Hòa đâu, mà là thiết kế. Tại mỗi lần cái bàn tiệc là to như thế này, bàn dỗ rất là bự và đài bài rất là nhiều món, và phải xếp đúng những vị trí đó. Mỗi lần là cái đổ, đổ xong là phải là dọn lại y cũ vậy. Mà đến khi bể dưới đất là cũng phải sắp xếp y chang như vậy, từ nước, đồ ăn, rau, củ quả y chang như vậy, cực kỳ khó luôn. Để mình coi đoạn tiếp nha. Châu bị đánh ghen ngay bệnh viện, báo cự tuyệt lời cầu xin của chị mình. À, không bao giờ. Đúng là mất mặt thiệt á. Về tâm lý không phải là của gia, cái vai diễn, mà là nếu mà tâm lý của Thúy Ngân ở ngoài thì đúng là trời ơi. Một người bác sĩ có tiềm năng, có tài năng mà bị đánh ghen giữa bệnh viện, một nơi đông đúc vừa cả đồng nghiệp vừa cả bệnh nhân. Nghĩ lại thôi thấy cũng hơi sợ rồi á. Kiểu như cái một cái vết nhơ mà mình không bao giờ rửa được. Tại lúc này á, mình bị tát như thế mà mình khóc ở đó thì đúng là mình cũng không còn, giống như cái danh dự mình rớt xuống rồi, mình không thể nào nhặt lên được á. Nhưng mà nếu mà mình khóc nữa thì coi như là mình không đứng dậy được luôn, chứ đừng nói là nhặt danh dự lên. Nên thành thử lúc này không có đường nào khác hết. Mọi người nói là sao, bị tát xong mà vai Châu vẫn lì. Ngân và chị Thạch Thảo đạo diễn cũng bàn đi bàn lại với nhau, cũng nói chuyện về cảnh này rất là nhiều. Tại vì thật ra là khi mà mình bị tát bất ngờ á, mình không có tâm lý để mình khóc liền. Thật ra sau đó về phòng Châu khóc là đúng. Mới đầu là Ngân nghĩ là nếu mà tát xong á là mình bị kiểu như vừa bất ngờ vừa đau mà vừa ê chề, mà mình khóc ở tại thời điểm đó thì nó không đúng lắm. Tại dù sao đi chăng nữa cổ cũng phải giữ một chút tự trọng liêm sĩ cho bản thân mình. Kim Nhã đóng cái cảnh này rất là hay, mặt rất là lạnh và kiểu đàn áp. Ngân nhớ là cái cảnh đầu tiên Ngân và Kim Nhã đóng chung với nhau thì tát đi tát lại rất nhiều lần, khoảng hơn hai mấy lần á mọi người. Tại vì tát xong rồi phải canh đúng cái điểm rớt xuống đất như nè, vừa tát vừa phải bị canh, phải trúng cái chỗ đó ra ngoài, cái nên nó ao khỏi của mình, nó sẽ không lấy hình được. Và cái thứ hai là cái focus của máy quay á, nó rất là chặt, chỉ cần ao ra khỏi một chút xíu là nó bị ao nét, không có bắt được cái cận mặt. Chị nhớ tát đi tát lại rất là nhiều lần, cả Ngân và chị Kim Nhã đều rất là tập trung cho cảnh quay. Mà bị tát trước mặt ai đó mọi người? Trước mặt người yêu cũ. Trời ơi, không có một cái nỗi nhục nhã ê chề nào như vậy hết đó mọi người. Mà cái người yêu cũ đó hồi xưa bỏ mình nữa. Tức.
phân đoạn thứ ba đây, cảnh anh hai tác châu. Thật ra là lúc này Châu đã mường tượng thấy anh hai đứng trước nhà, là đã mường tượng là anh hai sẽ có chuyện muốn nói với mình, nhưng không bao giờ nghĩ là anh hai sẽ tát mình. Và cái tát này là cái tát hạ gục Châu luôn á mọi người. Với cái người, một người mình quá yêu thương và hiểu mình. Nên mọi người thấy đó, suốt nguyên cái đoạn hội thoại của hai người là Châu không dám nhìn mặt anh hai. Sao ngu vậy Châu? Anh dạy em sao? Hả? Khó khăn lắm em mới vô trường y. Rồi cố gắng như thế nào mới được vô bệnh viện nó làm. Em nghĩ gì trong đầu em đạp đổ hết mọi thứ. Là cái trò đó hả Châu? Sao em lại dính vô đâu có vợ? Tương lai mọi thứ của em. Cái hay là những cái lời thoại ở trong đây á, nó đúng. Là tại sao lại dính vào một người đàn ông có vợ? Tại sao bỏ hết cả sự nghiệp tương lai của mình vì một người đàn ông? Quỷ hoài vậy có đáng không Châu? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy Châu? Cái cảnh này Ngân bị áp lực kinh khủng luôn á mọi người. Tại vì á, lúc mà quay cảnh này Ngân với anh Hòa cũng mới quay được 1-2 ngày với nhau thôi, chưa có vô tâm lý anh em là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó là một trường đoạn, mọi người biết là phải cắt cảnh ra làm hai làm ba để mà quay là rất là nhiều. Và để giữ tâm lý khóc, Ngân nói thiệt, hôm đó là tối đó về hai con mắt của Ngân là Ngân phải chườm nước đá, nó không phải sưng nữa. Và sáng hôm sau ở trên cái mí mắt nó bắt đầu bị bầm á, tại mình khóc quá nhiều, khóc suốt nguyên buổi tối mà khóc phải giữ tâm lý đúng. Với giống như là cái cảnh ở ngoài, cái cảnh mà bị tát á, là khóc không sao, thì cái tâm lý đó đợi đến lúc anh hai ngồi xuống thì bắt đầu lại, nó cũng phải là từ cái khúc đó, nó không có được chuyển biến sang tâm lý khác. Nên giữ tâm lý là một chuyện cực kỳ khó trong cái cảnh này. Để mà cho mọi người thấy được khoảng 1 phút mấy, 2 phút trên phim như thế này á, thì cả đoàn phim phải làm hôm đó chắc khoảng 12, 13 tiếng quay liên tục. Nói chung là Ngân khi nhận vai này Ngân cũng áp lực lắm. Dạ, bác mới tới ạ. Sao lúc nào Châu cũng phải trong những cái tình huống như vậy nhờ? Luôn là bị đánh, bị tát hoặc bị chửi. Cái lúc này là cũng đâu phải là lỗi của Châu đâu, Châu đâu có làm gì đâu, tự nhiên mới vừa vô can cái bị đánh liền luôn. Còn cái cảnh này nè mọi người, trong nguyên phim một cảnh duy nhất Châu được xả giận. Sao mày có thể làm như vậy với tao? Sưng tao luôn á mọi người. Thôi thôi, không có gây nữa. Tao đánh em giốt mà. Tao làm gì mày hả con kia? Em quậy vậy chưa đủ hả Báo? Hả? Em hại nó ra nông nỗi này em còn muốn cái gì nữa? Em hại nó hồi nào? Nè nha, hai người đánh tôi quá đáng nha. Con ruồi của mụ nó chết cũng là tôi hả? Em nói cho mẹ Phong biết chuyện Châu với bác sĩ Tuấn đúng không? Em nói mà đi nói em cái gì? Con nghĩ là mày nói vợ anh Tuấn. Tao biết là mày ghét tao, nhưng mà mày có cần phải quá đáng như tao như vậy hay không? Ừ, lúc này là biết nè. Biết nào giờ, lúc nào cũng ganh tị với Châu. Mày làm này quá đáng lắm. Xin lỗi Châu đi. Không được. Em đã nói là em không làm. Em có tin em không? Báo không có làm, nhưng mà tại vì quá uất ức. Xưa đến giờ là Báo đánh Châu bao nhiêu lần Châu có phản ứng hay là có đánh lại hay là có gì đâu, nhưng mà lần này là giống như là giọt nước tràn ly vậy á. Nên Châu quyết định đã không muốn nhắc tới mà về Báo còn khịa nên chơi lớn luôn. Ở ngoài Ngân với Phương á, lúc mà đọc thoại thôi là hai đứa đã khóc rồi. Tại vì ai cũng có một cái điểm xả và một cái điểm tức giận mà được bộc lộ hết á. Tại vì cảnh nào cũng bị đánh thật hết mọi người. Trong phim của Cây Táo Nở Hoa là không có cảnh nào đánh giả hết á. Thật ra Ngân với Phương bàn với nhau là gì nè,
Tại vì biết á là sẽ quay đi quay lại rất là nhiều lần, nên cái lúc mà Phương ngồi ăn mì á, Ngân có quy định là lúc mà cúi xuống tô mì nè thì tóc Phương nó sẽ hơi bị rơi rơi, thì Ngân sẽ tát vô cái đầu tóc. Cái đó là mình cũng sử dụng hình thể một phần từ Cảnh Toàn á, nhưng mà vô cận của Cảnh Anh Hòa với Phương thì không thể nào là tác giả được hết á. Thì tát một cái mà Phương cũng có kêu Ngân là nên tát mạnh hơn xíu, tại vì cho có cảm xúc á. Phim này Ngân bị ăn tát nhiều, nhưng mà Phương là cũng là người bị những cái cú tát trời giáng nhiều nhất. Rửa Châu và Báo luôn có mâu thuẫn, và mỗi ngày nó một nhiều hơn, tại vì mâu thuẫn không được giải quyết. Châu và Báo gần như là không nhìn mặt nhau luôn. Và đến một giai đoạn mọi người sẽ thấy là Châu hầu như là đoạn tiệc gia đình, chỉ vì quá bức xúc những cái vấn đề không được giải quyết. Và anh hai cũng phải chịu đựng những cái bức xúc đó chung với mọi người, mà trong khi đó ảnh không phải là người gây ra và ảnh cũng không phải là người có lỗi. Chỉ có một lựa chọn duy nhất là Châu muốn anh hai phải thoát khỏi cái vũng lầy đó, thì bằng cách nào cổ phải đem mình ra uy hiếp mà vẫn không được. Nên thành thử sau cái cú tát này á, cái mối quan hệ trong gia đình nó bắt đầu bụng vỡ và nó khó hàn gắn hơn rất là nhiều. Kỳ Tổng Nữ Hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.